Cách phân biệt cà phê tẩm hay không tẩm, có thể bạn chưa biết. Cà phê không tẩm á có nghĩa là cà phê rang mộc thì các bạn thấy cái hạt cà phê nó rất là khô so với những những hạt cà phê được tẩm khác. Thì cái mùi vị của cà phê rang mộc á là nó sẽ nhẹ thanh thoảng chứ không chứ nó không có mùi nó đầm như hơn những cà phê tẩm khác. Về các loại hạt cà phê tẩm á thì ở đây mình có 3 dĩa cà phê tẩm khác nhau là tẩm bơ, tẩm hương và tẩm caramel. Thì cái cà phê tẩm bơ á thì nó rất là bóng như nhìn các bạn nhìn nó rất là bóng đó và cái độ cái mùi thơm đó là thơm béo của cái vị bơ và có những cái chất muối cái hạt muối nhỏ kết dính trên hạt cà phê về cái về còn hạt cà phê tẩm hương á thì các bạn theo trực giác của bạn á thì các bạn sẽ thấy cà phê nó sẽ ướt hơn hạt cà phê tẩm bơ đó ướt hơn và cái mùi thơm của nó rất là nồng rất là quyến rũ hơn về còn cái cái loại cà phê đặc biệt nhất ở đây là cà phê tẩm caramel đó các bạn thấy không cà phê tẩm caramel thì kiếp nó, nó nó giống như là cái đường các bạn nấu cháy lên đó nó bị kết dính lại nó bị kẹo lại đó nó, nó cháy ở bên ngoài đó rồi các bạn cầm tay cảm giác nó rất là ướt rất là dính với nhau đó thì đây là ba cách phân biệt đây là những cách phân biệt các hạt cà phê tẩm và không tẩm của mình các bạn thấy hay có thể comment cho mình biết và theo dõi clip tiếp theo của mình nhé cảm ơn các bạn.